Chiều 9 tháng 8, lãnh đạo Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết đã có văn bản gửi Cục Thuế tỉnh Quảng Trị thông báo về vụ việc ông T, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, hiện đang làm phó trưởng phòng tại Cục Thuế tỉnh Quảng Trị liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. Trước đó, chiều 5 tháng 8, ông T lái ô tô biển kiểm soát 74A-12207 lưu thông theo hướng thị trấn Khe Sanh đi lên thị trấn Lao Bảo. Khi đến km 70+300 tuyến quốc lộ 9, ô tô của ông T đâm vào xe máy biển kiểm soát 74H-33208 do chị A đang chạy theo hướng ngược lại, khiến chị A bị chấn thương nặng và tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện. Cả hai phương tiện bị hư hỏng. Thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng thực hiện đo nồng độ cồn đối với ông T và cho kết quả 0,13mg trên lít khí thở. Theo người nhà nạn nhân, chị A vừa sinh con được 4 tháng. Thời điểm gặp nạn, chị A đang trên đường ra quán mua cháo cho con.